Rồi, em xin chào tất cả anh chị em nha. Hai ngày nay em lu bu dọn máy tại khách đặt đó, rồi em có dọn để đăng lên video được đó. Là cái con này, cái con này G2KC á. G2KC. Con đó là em bán rồi, với cái lát bán cho nó nè, cái lát em bán em phải rửa sạch luôn á. Cái cặn á, kêu bằng cái cặn á. Đó, em rửa máy tinh luôn á. Nè, chị nhìn nè, thấy không? Đồ, nếu mà đồ bên em bán là về là bao xài chứ không có cặn sữa gì nha anh chị. Anh chị về mà vô mở cho cái này nè. Vô mở cho cái này cho nó khoảng chừng 2-3 tháng vô một lần thì nó khó hư lắm. Anh chị mà chạy đúng không? Nếu mà phát á, vô cỏ, nếu mà phát thử cái dao đi biết liền à. Mình vô cỏ nó không có ăn hung nha. Nhưng mà anh chị vô mở rồi, vô cỏ nó lại ăn, ăn hung. Nè, mình vô cỏ, vô mở là nó gít gít gì nè. Chứ không phải cái đầu bò bị gít đâu nha. Đầu bò mà nó khô là nó trơn trùi à. Đó, tại cái máy này là nó thiếu bách cước nè. Chứ hồi hôm qua em gửi đi rồi, tại em hết bách cước rồi. Nè, anh đó, anh mua cái cần với mua cái tay ga. Với đồ lật giặt lum á. Còn máy này bán chung cảnh, anh ở Quảng Bình á. Còn một cây này nữa nè. Cây này thì của anh đâu ta? Đắk Lắc gì á. Đắk Lắc rồng gì không biết nữa. Cái tên gì khó kêu lắm. Rồi em định nay thử cho anh nè, nhưng mà lâu bu quá chắc chiều nay thử phát cho anh, gửi video cho anh. Nó thì bữa nay em mất kẹt dọn hai máy này nè. Con này thì đồ mũ đẹp nha anh chị. Còn con này thì đồ mũ cưa này thì nó hơi tái nha. Rồi mấy cái này là khách chốt rồi nha, khách cọc em hết rồi. Đó. Thì con này anh kia anh bắt em kêu em là phủ cái lớp 2K mà của sân xe đó. Anh nói chắc anh cũng biết xài hay sao, anh kêu em phủ lớp đó. Anh nói phủ cái lớp đó vô nó chống chày. Anh kêu em đừng có xịt cái chai xịt nữa. Anh nói xịt cái chai xịt vô nó dở lắm. Sẵn đây em chỉ luôn nè. Con máy này là em sửa cho khách nha. Ở khu em á, là đa số là xài toàn là máy nhỏ mà. Từ 26 cho xuống chứ không con nào được 26. Hiếm lắm mới được 26 nha. Đó. Tại vì ở đây người ta bán không, hồi xưa giờ bán còn phát dao không anh chị. Đó. Rồi con này giống như con này nè. Rồi bây giờ cái giống như hồi xưa chỗ em người ta cũng tiết kiệm lắm. Ta làm bằng tay là một, hoặc là người ta xịt thuốc. Mà sau này người ta trồng sầu riêng á, người ta không dám xịt nữa. Xịt cái nó sợ nó chết sầu riêng hoặc nó chai đắt á. Hồi xưa thì trồng ổi với chanh không mà. Thì sao cũng được. Mà bây giờ người ta đâu dám xịt nữa. Bây giờ người ta phát cỏ. Mà bây giờ thì anh chị nghĩ coi mấy cái máy 20 này sao phát. Ở khu em là cỡ 26 phát được nha. Tại tháng phát lần cỏ nó cũng mềm lắm, cỏ 2-3 tắc rồi. Khi bỏ lâu lắm hơn tháng nó mới được cỡ nửa mét. Đó. Rồi mấy người này bây giờ người ta tiếc, người ta cũng nói giờ mua rồi cái gán phát. Mà anh chị thấy toàn phát dao không à. Cái dao rồi ta. Dao gỡ để đâu kêu à. Đó. Máy này là sửa cho khách nè chị. Cái máy này nó bị dính có cái cọng dây chỉ thôi á. Mà nó làm hư cái phốt này nè. Đó. Hư phốt này nè. Đó, anh chị nhìn cũng biết nữa, nhìn kỹ cũng thấy nữa nè. Cái phốt của người ta bóng á, là được, còn cái phốt này nó chạy chạy, anh chị thấy chạy chạy không? Là cọng chỉ nó nạo đó. Mà cái lúc kính lúc hông nha. Rồi ảnh cũng đi đem người ta sửa tùm lum la luôn không được á. Rồi anh mới đem qua em. Đó. À đem cho anh chị xem nè. Những con máy mà anh chị mà xịt mà cái chai keo mà chai sơn mà 30 ngàn là sẽ ra cái màu này nha. Vậy thấy nó nãy nè không? Đâu dính đâu, anh chị lấy tay cạo nó cũng ra nè, nó không. Chứ đúng là những cái magu này đừng nên xịt. Tại magu về thường đồ mũ lúc nào nó cũng mới. Mình xịt nó bóng như thôi chứ về phân ta xài 2-3 tháng rồi nó gì nào. Đó. Nếu mà anh chị xịt thì xịt cái lớp 2K nó sẽ chắc cú hơn. Đó, con máy này làm em gửi nè, sửa cho khách anh chị thấy không? Sửa là em cũng phải làm cho nó sạch sẽ gì nè. Đó, có cái dên này là em không rửa nước nha. Em xịt gọi như em bỏ vô đây thôi, em xịt sang. Đó. Còn mấy này là em rửa hết nè, chị thấy không? Ở trong là em rửa tới đây là dữ lắm rồi nha, tại trong đây là nó đóng khối á. Chứ rửa sạch nó cực lắm, tại vì tiền công đâu có nhiêu đâu. Tiền công gã gáp hết luôn, có 100 luôn, tiền rửa, tiền xúc chế, là làm hết toàn bộ luôn, rửa mới vậy nè, có 100 ngàn anh chị.
mà làm lâu lắm, cắt gọn rồi làm đủ thứ luôn mà, làm hoàn thiện đây đó. Một con này có 20 thôi á. Đó, còn mấy con này của em nè, em bán cho người ta nè. Con này đã lắm nha anh chị, chạy xuống lắm, bê tông mới tinh luôn. Đó, nhưng mà con này thì nó hơi bạc thiệt, tới cái dòng mà máy cưa sinh qua nó lâu đời anh chị. Đó, là nó hơi bạc, bởi vì anh kêu em phủ một lớp nó đi chứ nhìn cho nó đẹp đẹp xíu. Con này xài gia đình là ok nha anh chị. Dạ, ai chú đi anh, chú đi. Mình ngủ nhậu. Giờ này ngủ nhậu cũng sắp chết luôn á. À mới tin luôn chị, em lúc nào em vệ sinh cũng sạch sẽ. Nè có khi em vệ sinh mà em thấy nó bị dơ dơ thì em thấy kỳ rồi đó. Nè thấy không? Còn hơi dơ dơ nè. Nè em sạch bấy nhầy luôn nè, anh chị nhìn nè. Đó, cái lát Tanaka thì hồi nãy em quên lu bu quên rửa, còn cây này có em rửa khúc ngoài nha. Khúc này rồi, khúc kia không rửa. Chứ rửa hết đuối luôn á. Con trăm ngàn rửa đuối luôn. Làm ba con này là đuối luôn nè. Không có rảnh mà để quay máy lên, dọn máy lên nữa. Thôi, quay nhiêu đây nha, em tắt video nha.